Rồi là xin chào mừng các bạn trở lại với tranh cái cổ xưa. Ngày nay đó là con cơn bọc vàng chữ viết hoa chữ to của Mỹ xưa chuẩn nâu một nhé. Đấy, hàng chuẩn nâu bao giờ bọc vàng sáng gương hàng thật, mà dạng thế hàng giả nhái thì như nước chè để qua đêm 20 ngày. Thứ hai, đối tượng bán hàng giả hàng nhái thì bao giờ nó sẽ giấu địa chỉ, không công khai địa chỉ, để chỉ nơi nhàm nơi thì hết sức lưu ý nhé. Rất đẹp này, hàng thật có dạng thế bọc vàng sáng gương này, hàng giả nhái như trẻ của đêm 20 ngày. Hàng cầu dưỡng có chữ AO 1/10 12 KGF này. Mọi thông tin chi tiết về kính bên em luôn ghi giấy video kèm theo địa chỉ lâu năm, số phận lâu năm, giá cả rất rõ ràng, càng phải 5/2 American Optical 1/10 12 KGF. Hai cả khác đảo chiều chữ in hoa, hai gọi là chữ to nhé. Rất nhanh, đi rất nhanh, hơn 2 năm qua giới thiệu quá nhiều rồi, mà cái dòng này về rất nhiều, mỗi lần về khoảng mấy cây. Và mỗi cây có giá khác nhau, chênh nhau từ vài trăm vài triệu, là chuyện hết sức bình thường như cân đường hộp sữa hàng ngày các bác ăn uống thôi. Bọc vàng sáng ánh gương, đó là hàng đập nhá. Còn hàng giả là hàng giả hàng nhái thì đối tượng sẽ giấu địa chỉ và không công khai địa chỉ. Đấy, bác hết sức lưu ý hết thôi. Để chi ơn các bác ủng hộ em hơn 2 năm qua bán tại nhà và giờ trường trinh, thì bên em có chính sách giá rất là tốt, bởi vì khi nhập một lô kính cổ giá tốt, giá thấp thì bán giá tốt, giá thấp các bác. Với phương châm và giao lưu vui là chính của bán đôi khi chỉ thứ yêu thôi. Vì nhận được rất nhiều tin nhắn số điện thoại của bác là kính cổ đồ cổ xưa giá cao quá. Đấy là năm ngoái, bởi vì là do dịch Covid vận chuyển rất đắt, năm nay thì thương thương rồi, nhanh. Vâng, đây là giao lưu vui là chính nha. Giá là 13,5 triệu, 13.500 k, rất mới, rất đẹp, nguyên zin, không lỗi gì, không tỉ vết gì, xuất sắc. Tất cả mắt còn đẹp nhá. Bọc vàng sáng gương nha, chui ven nguyên zin. Còn rất là mới nhá. Đây là cơn chữ to bọc vàng chữ viết hoa size 52 có chiều ngang 13,8, sản xuất thập kỷ 1960 đến 1970 nhá. Thập kỷ 1960 đến 1970. Cơn chữ to chữ viết in hoa, hàng chuẩn 51, hàng Mỹ xưa. Bác lưu nhá, vì ngày này rất nhiều độ xấu bán hàng giả nhái, kém chất lượng, bán hàng của Nhật là sản xuất thứ 2, thứ 3, tái bản là 92.000, chất lượng sẽ kém hơn. Của rẻ vô đến không còn các cú kết rồi, đúng không ạ? Thế nên là nếu mua mình phải mua hàng chuẩn 51, đắt sát tay biến, chẳng hạn bác mua một bò Levit của Mỹ, ra không tại Mỹ, tính đô theo giờ, đắt hơn so hàng của Nhật. Nhật cũng là một lần cũng có Levit, cũng có Timberland, cũng có Diesel, nhưng mà sẽ rẻ hơn. Nên khi giặt nó sẽ pha cái nước xanh xanh, em có quần áo, còn những cái quần của Mỹ nó không có đâu. Đấy là các bác phân biệt này nhá. Vừa rồi đã có độ chia sẻ quan điểm không nên phải đời 5 tháng 3 nước ngoài luôn luôn em chọn những nhà siêu tầm kính cổ đồ cổ xưa lâu năm, con trai không con gái, con gái bán lên trên mạng xã hội mà còn hai dây hàng ở trên gần mua sống thoại không thôi thì nó sẽ ủ đặc quyền rất nhanh. Đấy là cách các bác nhận biết được. Không nên nhìn vào đăng ký kênh để theo dõi trang. Và 13,5 triệu nha, rất cảm ơn. Video kết thúc, xin chào các bạn bên sau. Các bác nào chưa kênh nhấn đăng ký kênh của nó, các bạn dưới video nhé.